Tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui trong mọi cơn gian nan khốn khó. Trích bài giảng của Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục, về thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Một lần nữa, Thánh Phaolô lại nói về đức ái, nhưng đã bớt gay gắt trong lời khiển trách của người. Quả thế, sau khi kết tội và trách mắng người Corinto đã không đền đáp tình người yêu thương, lại còn hùa theo phường ôn dịch, người bớt giọng trách mắng chua cay mà nói: anh em hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em, nghĩa là anh em hãy thương chúng tôi. Người xin họ một ân huệ không lớn lắm, nhưng có lợi cho người cho hơn là người nhận. Người không nói hãy thương, nhưng nói một cách gợi cảm: hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em. Người hỏi: ai đã trục xuất chúng tôi khỏi tâm trí anh em? Kẻ nào đã xua đuổi chúng tôi? Lý do nào làm cho chúng tôi bị o ép trong lòng anh em? Trước đó, người đã nói: chính lòng dạ anh em hẹp hòi. Ở đây, người tuyên bố rõ hơn: anh em hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em. Một lần nữa, người tìm cách kéo họ về phía mình. Thật vậy, không có gì thúc đẩy tình yêu nơi người được yêu cho bằng khi họ biết rằng người yêu mình thiết tha mong ước được mình thương yêu lại. Người bảo họ: tôi đã từng nói, anh em hằng ở trong lòng chúng tôi, sống chết chúng ta đều có nhau. Sức mạnh lớn nhất của tình yêu là thế, cho dù bị khinh chê, người vẫn muốn sống chết với họ. Thật vậy, anh em ở trong lòng chúng tôi, không phải bất cứ cách nào, nhưng thấm thiết như tôi đã nói. Có thể ai đó yêu mà lại chạy trốn nguy hiểm, nhưng chúng tôi thì không như vậy. Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi. Niềm an ủi nào? Thưa, niềm an ủi xuất phát từ anh em. Vì một khi anh em trở lại mà sống tốt đẹp hơn, anh em đã an ủi tôi qua các việc anh em làm. Đặc điểm của người đang yêu là vừa phàn nàn vì mình không được yêu, lại vừa sợ trách quá thì gây phiền muộn cho người mình yêu. Quả vậy, Thánh Nhân nói, tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng. Dường như người muốn bảo, tôi rất buồn phiền về chuyện của anh em, nhưng anh em đã làm cho tôi vui thỏa và đã an ủi tôi rất nhiều. Không những anh em cất đi nguyên do khiến tôi buồn phiền, mà còn làm cho tôi tràn ngập trề, mà còn làm cho tôi tràn trề vui sướng. Thế rồi, sự cao thượng của người được tỏ ra, không phải chỉ vì lời nói tôi tràn ngập nỗi vui mừng, mà còn vì người thêm trong mọi cơn gian nan khốn khó. Người muốn bảo, niềm sung sướng anh em đem lại cho tôi quá lớn, không thể bị những gian nan khốn khó làm lu mờ. Trái lại, niềm vui lớn lao tràn trề đó xua tan những phiền muộn trước đây đã xâm chiếm chúng tôi và không để chúng tôi còn cảm thấy ưu phiền nữa.